Em đang mời cả nhà mình di chuyển về khu vực này là khu vực Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để mình khám phá một căn biệt thự với một mức giá cũng rất là hợp lý. Chỉ hơn 7 tỷ thôi mà mình được sở hữu một căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng, có bề ngang lên tới 12 mét, chiều dài lên tới 17 mét. Nào, hãy cùng em mình hôm nay khám phá xem là cái vị trí cũng như là cái căn biệt thự mức giá như này có hợp lý hay không, có đẹp hay không thì mình hãy khám phá với em. Vâng. Đây chính là căn biệt thự đẹp và hoành tráng em đang muốn giới thiệu cho cả nhà mình này. Đó, phía bên ngoài là theo thiết kế theo một phong cách hiện đại, một vẻ đẹp sang trọng dành cho một căn biệt thự ngay tại khu vực Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Từ đây mình muốn di chuyển về khu vực chợ Gò Đen, một khu chợ rất là nổi tiếng tại Long An. Chỉ mất khoảng 5 phút lái xe thôi. Về khu vực trung tâm thì khu trung tâm Sài Gòn chỉ mất 25 cây, sát bên với lại khu vực quận 8. 10 cây là mình đã di chuyển về khu vực quận 8 rồi, một con đường cũng như là lối dẫn về khu vực trung tâm đó là khu đại lộ Võ Văn Kiệt hoặc là Nguyễn An Ninh. Nếu mà mình di chuyển ra khu vực cao tốc Long An Dầu Giây khá là gần vòng vành đai 3. Đây là một vị trí, đây cả nhà mình cũng theo hướng về em Huyền là mình sẽ xem cái tổng thể khu vực xung quanh. Mình có cả khu khu công viên, khu giải trí cho toàn tổng thể cái khu. Vâng, khi mình sinh sống trong những cái khu vực mà khu dân cư 5 sao này thì cái khu dân cư cũng như là lối sống trong khu vực này rất là cao và được nâng tầm lên rất là nhiều. Vâng, bây giờ thì cả nhà hãy cùng em mình ngắm trọn vẹn mặt tiền phía bên ngoài của căn biệt thự ngày hôm nay với một diện tích lên tới 10 ngang 12, chiều dài lên tới 17 mét. Thiết kế theo một lối thiết kế là một trệt một cầu, có một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mình cùng em di chuyển vào bên trong để mình khám phá. Và phía bên ngoài cũng được gia chủ thiết kế có những mảng cây xanh này, hoa lá phía bên ngoài làm điểm nhấn để tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát cho căn biệt thự. Và cái mức ranh giới mình sẽ đến đây, chạy dài và bức tường cũng được gia chủ mình xây cao lên tới 3 mét và có ốp gạch cao. Các hệ cửa này rất là chắc chắn luôn nè. Đó, những cái hệ cửa mình có hai lối cửa đi vào, lối cửa chính và lối bên hông này mình sẽ di chuyển có xe hơi mình sẽ di chuyển xe hơi vào thẳng bên trong nhé. Rất là sâu ở cái khoảng sân này mình có thể thêm nghĩ là sẽ được gần ba chiếc ô tô 3 chiếc ô tô nhé. Rất là rộng luôn đấy cả nhà. Đây cái không gian phía bên ngoài mà mình có thêm một bộ bàn ngồi vui chơi này, thông thoáng. Đây cái thông không khí rất là thoáng nha. Trời vào bên trong này đã mát rồi. Phía sau là mình cũng có một cái cây làm cái điểm nhấn này. Phía bên trên mình là cái hệ thống mà kéo rèm, kéo cái bạt này này. Khi mà trời mưa nắng thì mình kéo ra sẽ không bị ướt cái khoảng sân này. Phía bên đây là cũng cái hàng cây này, trang trí này. Bên những cái bức tường này đều có hệ thống đèn chiếu sáng. Khi mà buổi tối lên đèn thì thật sự là tuyệt vời và lung linh luôn. Đây một cái lối thiết kế rất là hay và đặc biệt luôn. Phía bếp với lại không gian bên ngoài mình đối lưu với nhau. Mình sẽ cùng em khám phá bên ngoài rồi sẽ di chuyển vào bên trong. Căn nhà sẽ được xây dựng theo hình chữ L, vừa chừa lại cái khoảng không gian phía bên ngoài đây lên tới khoảng 1,5 m để mình làm cái khu vực nhà vệ sinh ở phía sau và lấy cái không khí thông thoáng. Bên trên là có lợp hết rồi, khu vực nhà vệ sinh, thiết bị ở bên trong cũng đầy đủ tiện nghi tiện ích. Cửa lối dẫn vào bên trong và căn biệt thự mình thì có hướng chính bắc. Khi mà khách hàng mà mình muốn tìm những căn nhà với hướng bắc mà biệt thự đẹp ngay cái khu dân cư 5 sao thì mình hãy tham khảo căn nhà này ngay tại khu vực Phước Lý, Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng thể phía bên ngoài mình cùng em mình di chuyển ra phía trước để mình tiến vào không gian chính. Bên trên là mình cũng có thấy là gia chủ mình thiết kế rất là chắc chắn và hợp lý luôn nhé. Căn nhà này là do gia chủ mình xây tâm huyết để ở nên là xây dựng vô cùng kiên cố và chắc chắn. Phía bên ngoài sân sân bên ngoài cũng được chừa một khoảng sân, phía ngoài có hai cái khu trang trí với những cái cây cây cảnh này.
muốn trang trí những cái góc vườn nhỏ nhỏ. Nếu mà về mình thích trồng thêm những cái hàng trúc cao xanh xanh thì để tạo điểm nhấn lên thì mình cũng có thể góp phía sau này. Và đặc biệt một điều là cả nhà mình lại với em này, hầu như là cái căn biệt thự này đều có khu vực mở không gian thông thoáng để tạo cho không khí đối lưu. Theo dọc đường này em nghĩ là mình có những cái giàn hoa lan hoặc là những chậu hoa leo á, mình sẽ treo, mình trang trí đây thì khu vực này rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Đó. Rồi cả nhà theo em mình di chuyển vào bên trong để xem là sự thiết kế bố trí bên trong của căn nhà. Wow, khu vực rất là mát nha, một căn biệt thự nghỉ dưỡng theo một phong cách hiện đại và sang trọng này. Đó, phòng tiếp khách của mình, đó, cái khoảng tiếp khách rất là rộng. Phía ngoài là tiếp khách, còn khu vực bên đây sẽ là cái khu làm việc, đó, bàn làm việc giống như gia chủ mình đang sắp xếp này. Vị trí nào cũng có một cái khu vô cùng thông thoáng này. Khúc này mình cũng có cửa lối ra vào, đây, khu cửa rất là nhiều, thông thoáng này, bàn làm việc và những cái họa tiết phúc lộc thọ. Một căn nhà sẽ tặng full nội thất cho gia đình mình khi mà mình được sở hữu căn biệt thự ngay khu dân cư cao cấp này với một mức giá rất là rẻ luôn, chỉ có 7 tỷ 2 thôi cả nhà ơi. 7 tỷ 2 để mình sở hữu được một căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng. Một quầy rượu này rất là xinh xắn nha cả nhà. Đó. Mình ở những cái khu này thì thật sự là rất là thích, mà mức giá thì quá là hợp lý. Bên trên là các hệ thống ly này, cái điểm nhấn trang trí, bếp. Bước vào bên trong không gian nó thông thoáng vì mình có một bề ngang lên tới 12m. Nên là cái khu vực này sẽ được bố trí kết hợp với lại những cái điểm nhấn này thông thoáng. Đây là những cái họa tiết để co set up cho những cái khoảng không gian này, làm cho cái không gian nhà mình sinh động hơn. Di chuyển vào bên trong là khu bếp nấu ăn. Một bộ bàn ăn cũng chuẩn bị sẵn sàng hết này. Phía sau mình có thêm cả cái khu cửa lùa này, giống như cái đường bên hông này này, giống như em kêu là mình có thể là có những cái chậu lan chậu hoa để tạo nên điểm nhấn. Khu bếp nấu ăn, một thiết kế cũng đơn giản nhưng mà có một vẻ thanh lịch, đẹp sang trọng. Ở phía bên bếp nấu ăn này, đây bếp nấu ăn mình có thể nhìn ra phía bên ngoài, không khí đối lưu này thông thoáng, nấu ăn sẽ không bị ám mùi đâu. Qua wow, em thấy là một vị trí đẹp như này, sang trọng như này mà chỉ có 7 tỷ 2 cho một biệt thự nghỉ dưỡng ngay tại huyện Long An, tại tỉnh Long An, người ngang 12m. Không gian phía phòng tiếp khách cũng như phòng bếp mình cùng em tham khảo xong rồi thì bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển lên trên. Vâng. Cái lối đi lên trên cũng được ốp gỗ này, để những cái cầu thang đi lối đi lên này. Theo mình di chuyển lên trên để mình khám phá tầng bên trên. Rồi, theo mình di chuyển lên trên, các hệ thống đèn chiếu sáng của căn nhà rất là sáng. Một thiết kế với một vẻ đẹp vô cùng hiện đại luôn. Trên không gian tầng số 1 sẽ bố trí là có 4 phòng. Mình cùng em vào bên trong căn phòng này nhé. Một căn phòng. Căn phòng phía đây là căn phòng cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là xinh. Phía sau mình nằm trong cái khu dân cư, đây là cái khu 5 sao nên là cái độ thông thoáng của cái khu vực này rất là nhiều. Mỗi căn nhà đều xây dựng và chừa ra cái phần phía sau nên là tạo cho không khí đối lưu. Khu vực nhà vệ sinh. Một căn phòng tiếp theo. Căn phòng tiếp theo này. Về nhà mình có thể là thêm giường, thêm nệm và những họa tiết nhỏ nhỏ trang trí cho cái khu của mình. Phía sau đây mình cũng ra được khu ban công. Khu ban công này. Phía không gian ban công và căn nhà này cũng đang được khởi công xây dựng là một cái quán cà phê rất là lớn. Hey!
tổng khu vực xung quanh cũng như là hành lang bên hông, khu nhà vệ sinh này rất là rộng luôn. Gạch mình cũng được ốp phun cao lên tận bên trên này, sạch sẽ, các hệ cửa cũng chắc chắn. Đây một lối, lối này đi ra cũng khá là rộng. Bên ngoài này cũng được ốp cao luôn. Thêm một căn phòng tiếp theo. Căn phòng này mình sẽ decor setup theo ý thích nha. Khu phía mặt tiền chính này, tất cả trong căn nhà đều sử dụng là cửa lùa, đây là độ thông thoáng mát mẻ và dành cho căn nhà của mình. Phía theo hướng của em là mình sẽ nhìn ra được cái khu công viên phía trước mà mình có thể tập thể dục này. Đó, toàn cảnh cái khu dân cư 5 sao này, ngay khu vực Phước Lý. Tổng thể toàn là những cái căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng. Mình tiếp tục khám phá tiếp theo. Phía bên ngoài mình thêm nghĩ phía bên ngoài này thì mình sẽ làm một phòng thờ trang nghiêm ở phía ngoài này. Và đây chính là lối đi lên trên tầng trên mái. Em mình đi trên mái. Trên này là chỉ có trên mái với hệ thống lọc nước. Bên trên là mái hệ thống năng lượng mặt trời cũng như là lọc nước của mình. Phía bên ngoài này, đấy mình cũng có thêm một cửa lùa nữa nha. Căn nhà này rất là nhiều cửa luôn. Hoa lá được gia chủ mình trang trí. Vâng, căn nhà cũng được em giới thiệu với cả nhà với một vị trí đẹp và ngay khu vực trung tâm ngay tại Cần Giuộc. 7 tỷ 2 vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Khi mà khách yêu thích căn biệt thự này thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.